Bánh răng bừa là một tên gọi khác của bánh tẻ Phụng Công ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Vì hình dáng chiếc bánh ấy thuôn dài, hẹp hai đầu và phình ra ở giữa, giống như từng lưỡi nhỏ của chiếc bừa, một công cụ làm ruộng quen thuộc với người dân quê. Bánh tẻ Phụng Công không dùng lá chuối, chỉ gói bằng lá dong. Luộc xong vẫn giữ được màu xanh của lá ở bên ngoài. Khi bóc bánh ra rất ráo, không dính tay. Phần bột gạo của bánh cũng ngấm một chút sắc xanh của lá. Người dân Văn Giang làm bánh bằng gạo tẻ loại ngon, thường là gạo tám thơm hoặc gạo hải hậu của Nam Định. Nếu như trước kia bánh tẻ là món sính lễ quà quý trong các dịp cưới hỏi, lễ Tết của người dân Hưng Yên, thì nay món bánh này trở nên quen thuộc trong đời sống hàng ngày và trở thành một đặc sản của vùng đất Văn Giang, được nhiều du khách gần xa ưa thích. Bánh còn được cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn ở nhiều tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Đà Nẵng và một số tỉnh thành khu vực phía Nam. Và tôi thường xuyên đi qua Văn Giang và mua bánh tẻ ở đây cho gia đình và bạn bè. Mọi người đều rất thích loại bánh tẻ này. Bánh có hai loại, một là bánh chín thì có thể ăn trực tiếp, còn một loại là sống thì mình có thể để vào tủ lạnh, sau đó vài ngày mình luộc mình ăn được. Bánh tẻ ăn ngon nhất là khi còn nóng, chấm với nước tương hoặc với mắm loại ngon. Khâu làm bột rất là quan trọng. Tùy theo khả năng và kinh nghiệm của mỗi người mà quyết định nên hương vị của bánh. Cần đun nhỏ lửa, khuấy bột liên tục để bột không bị khê và vón cục. Nhân bánh sẽ được chế biến từ thịt loại ngon, thường là thịt vai và thịt ba chỉ, được băm nhỏ. Cùng làm bằng bột gạo, nhưng bánh tẻ Phụng Công được đánh giá là rất dễ ăn, có vị nhẹ mát. Vỏ bánh mỏng, vừa mềm, vừa dai, không chua nên ăn không bị ngấy miệng. Mùa nào ăn cũng vẫn thấy ngon. Mỗi chiếc bánh nhỏ xinh kia thực sự là một sự trộn hòa của nhiều điều ý nghĩa. Cả đất trời ùa về, hòa quyện, có chất chiêu hạt gạo từ đất trời, màu xanh lá, đến có đủ cả vật nuôi và cây cỏ trong thành phần nhân bánh. Cả sự tinh túy của thế gian thu vào, tụ lại nơi đây, dành cho con người thưởng thức. Đó là một niềm tự hào khi hương vị mộc mạc, dân dã của đất quê hương mang những nghĩa tình của đất trời, của lòng người